khoảng thời gian chuẩn bị trước mỗi mùa giải đều là thời điểm vô cùng nóng bỏng. Các đội tuyển đều cố gắng bổ sung vào đội hình những tuyển thủ mạnh nhất để có thể tự tin bước vào cuộc đua giành lấy danh hiệu cao quý. Bên cạnh những bom tấn chuyển nhượng thì đôi khi chúng ta sẽ có cả những người quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp để có thể bắt đầu một điều gì đó mới mẻ hơn, hoặc đơn giản chỉ là theo đuổi niềm đam mê còn đang dang dở. Trước mỗi lần như vậy, người hâm mộ đều xôn xao bàn tán, có người thì tỏ ra tiếc nuối cho cuộc hành trình ấy, cũng có người thì thấy điểm dừng chân ấy là hoàn mỹ rồi. Bữa tiệc nào lúc bắt đầu cũng sẽ vui vẻ, ngập tràn niềm vui. Nhưng rồi, dù có tiếc nuối, thì theo một lẽ tự nhiên, nó cũng sẽ phải kết thúc. Hơn nửa thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp, có lẽ cũng đã đủ trải nghiệm. Nụ cười khi chiến thắng, nước mắt khi thất bại. Mugwan, anh chàng xạ thủ của Bacon Tham, đã chính thức dừng thi đấu chuyên nghiệp. Hiện tại, anh chàng này đã chuyển sang làm influencer, tạm gọi là thương hiệu cho Bacon Tham. Giải nghệ hẳn hay tiếp tục thi đấu nhưng ở một đội tuyển khác, tất cả sẽ cần thêm thời gian để biết được. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì cậu ấy vẫn sẽ mãi là một miền ký ức tươi đẹp của Bacon Tham. Hãy cùng mình ngồi lên cỗ máy thời gian để nhìn lại hành trình của Mugwan nhé. Mugwan, tên thật là Matasit Lilapintakul, sinh ngày 26 tháng 5 năm 2000. Chàng trai này được các đồng đội mô tả là một người sở hữu gương mặt điển trai, kiểu hơi đều cáng, nét mặt phù hợp để diễn những vai phản diện ngầu ngầu cho các bộ phim. Nhưng trái với gương mặt ấy, Mugwan lại sở hữu một tính cách vô cùng hướng ngoại, sơ hở là tạo nên những miếng hài khiến cho đồng đội phải bật cười liên tục. Đặc biệt nhất là anh chàng này vô cùng thích nhảy nhót, có thể nói là nhảy bất chấp ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Những ai mà thường xuyên theo dõi livestream của Mugwan sẽ thấy được cái sự đam mê nhảy nhót này lớn tới mức nào. Sẵn sàng ăn mừng bằng cách nhảy nhót thỏa mãn viewer, sau đó lại tỏ ra bất lực khi liên tục bị hạ gục. Đúng kiểu ước muốn trở thành một dancer chuyên nghiệp, nhưng dòng đầy lại xô đẩy trở thành một tuyển thủ e-sport. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Mugwan đã rất đam mê với thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Anh chàng này cũng đã đạt rất nhiều thành tích cùng với bộ môn này. Và cũng giống như biết bao cậu thanh niên khác, Mugwan cũng đam mê những trò chơi điện tử. Thế nên, ngay khi Liên Quân Mobile cập bến xứ sở Chùa Vàng, Mugwan lập tức bị thu hút. Đêm không ăn, ngày không ngủ để có thể chìm đắm vào bình nguyên vô tận. Rất nhanh chóng, Mugwan đạt bậc xếp hạng thách đấu ngay từ mùa 2. Những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng cũng dần dần bị anh chàng này chinh phục. Với một kỹ năng cá nhân tốt, tinh thần không ngại va chạm, Mugwan bắt đầu con đường thi đấu chuyên nghiệp dưới màu áo của đội tuyển sponsor Nelson Sport với vị trí đường chaser để tham gia giải đấu AOV Pro League Season 2. Thế nhưng với thành tích không quá nổi bật khi mà kết thúc mùa giải với vị trí top 8 chung cuộc, sau đó Mugwan gia nhập Alpha X và giành chức vô địch tại giải đấu PvP Champion Esport với vị trí xạ thủ, tiến tới giải AOV Pro League Season 3. Mugwan tiếp tục đổi nhà khi gia nhập đội tuyển Toyota Diamond Copa. Ở đây anh chàng này lại đảm nhiệm vị trí đường chaser. Với một đội hình mạnh mẽ, Mugwan và các đồng đội thẳng tiến tới trận chung kết tổng để đối đầu với Baza Gaming và hủy diệt họ để lên ngôi vô địch với tỷ số 4-1. Chán làm tuyển thủ chuyên nghiệp, Mugwan còn lấn sân sang vai trò huấn luyện viên cho đội tỉa Hustlers Greenfield để tham gia giải đấu King of Games Season 4. Với cương vị là đương kim vô địch AOV, Mugwan và các đồng đội ở Toyota Diamond Copa đều đại diện Thái Lan tham dự AWC 2019. Trái với sự kỳ vọng sẽ đem về vinh quang cho đất nước, họ chỉ cán đích ở vị trí top 8 chung cuộc, một kết quả không mấy vui vẻ gì, bởi vì màn trình diễn của họ còn thua cả đội đồng hương là Thái Lan Wildcard. Tại APL mùa hè 2020, sau một kỳ AWC thất bại, Mugwan lại tiếp tục hành trình trở thành nhà sưu tập áo đấu khi gia nhập Talon Esports. Ở đây, bên cạnh những người đồng đội như là Jijak, Overfly, Happy và Hark, Talon Esports đã có một mùa giải tương đối thành công khi cán đích ở vị trí top 3 chung cuộc. Bước tới APL mùa đông 2020, với việc Talon Esports chiêu mộ anh chàng xạ thủ Eret, Mugwan ít được thi đấu hơn. Một bộ khung đã được bổ sung những tuyển thủ chất lượng, Talon Esports hiên ngang bước lên ngôi vô địch. Đây là chiếc cúp vô địch thứ hai của riêng cá nhân Mugwan. Nhưng mà trải qua một mùa giải ngồi dự bị quá nhiều, Mugwan lại quyết định dứt áo ra đi. Màu áo tiếp theo được anh chàng này bổ sung vào bộ sưu tập của mình chính là Bacon Tham. Gặp lại những người đồng đội cũ như là Nongti hay là Getsec, họ bước tới AIC 2020 với một niềm hy vọng lớn lao. Ấy vậy mà, với một đội hình chưa có nhiều gắn kết, những trận thua là điều tất yếu. Họ kết thúc mùa giải với vị trí top 9 chung cuộc. APL mùa hè 2021 có thêm sự bổ sung chất lượng từ tuyển trẻ là Maki và Kim Sensei. Cùng với kinh nghiệm thi đấu của Getsec và Mugwan, Bacon Tham như cá gặp nước. Trải qua biết bao nhiêu những vất vả, cuối cùng Bacon Tham cũng tới được với trận chung kết tổng để đối đầu với Buriram United.
Tưởng rằng sẽ có một trận đấu khó khăn vì Nunu và các cộng sự đã có một phong độ vô cùng thăng hoa. Thế nhưng mọi thứ lại diễn biến theo thế trận hoàn toàn ngược lại. Beckenham hủy diệt Burnley với tỷ số 4-0 và trở thành đương kim vô địch của giải đấu APL. Với một phong độ đang dâng cao, APL mùa đông 2021 sẽ là một mùa giải để Beckenham tiếp tục gây dựng nền vương triều hưng thịnh. Nói cũng không sai khi mà Mugwan và các đồng đội đã có thể tiến rất gần với trận chung kết. Nhưng bất cứ triều đại nào cũng đều phải gặp trở ngại. Thất bại đáng tiếc 4-2 trước Valencia tại chung kết nhánh thua đã khiến Mugwan lỡ mất cơ hội chạm tay vào chức vô địch lần thứ 2 liên tiếp. Nhưng mà thất bại thì ta làm lại, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. APL mùa hè 2022, Beckenham bổ sung người đi rừng chất lượng là Alman P. Giống như một con hổ được mọc thêm cánh vậy. Họ tiến vào trận chung kết tổng để đối đầu với KFC Talon, trải qua 7 ván thi đấu căng thẳng. Cuối cùng, Mugwan đã bổ sung vào cho mình một chiếc vô địch nữa. Không chỉ dừng lại ở đấy, khi mà APL mùa đông 2022 tiếp tục là sự hủy diệt của Beckenham. Sau khi hạ gục Burnley với tỷ số 4-2 để bảo vệ thành công chiếc vô địch, Mugwan cũng lần đầu tiên trở thành FMVP của giải đấu, một dấu ấn cá nhân đáng nhớ trong sự nghiệp của anh chàng này. Và cũng tại APL 2022 tổ chức tại Việt Nam, Beckenham vẫn cho thấy một phong độ vô cùng hủy diệt khi hạ gục những đối thủ sừng sỏ, qua đó trở thành đương kim vô địch của giải đấu. Chiếc vô địch đầu tiên của Beckenham cũng như là Mugwan. Chưa dừng lại ở đó, Beckenham tiếp nối chuỗi thành tích vô địch của mình tại giải APL mùa hè 2023. Sau khi hạ gục một Valencia đang hừng hực khí thế ở chung kết tổng với tỷ số 4-2, Mugwan kéo dài chuỗi thành tích của mình với chiếc vô địch quốc nội lần thứ 5, một kỷ lục mà ở thời điểm đó chưa cá nhân nào tại Thái Lan đạt được. Nhưng rồi nhà vua nào cũng phải gục ngã trước những thế lực mạnh mẽ ngoài kia. Thất bại 4-3 tại trận chung kết APL mùa đông 2023 trước Talon Esports đã chấm dứt đi chuỗi thành tích hủy diệt của Beckenham. Sự thoái trào của họ vẫn chưa dừng lại khi tới với AFC 2023. Những chú heo sông khói bị nướng theo đúng nghĩa đen, khi mà vô cùng vất vả mới có thể vượt qua vòng bảng. Và rồi cũng phải nhanh chóng về nhà xem giải ngay từ vòng playoff. Bước tới giai đoạn chuẩn bị cho giải APL mùa hè 2024, đã có rất nhiều tin đồn chuyển nhượng nóng bỏng. Mugwan cũng nằm trong số đó. Nào là Sam Buriram rồi Iorena. Nhưng sau tất cả, Mugwan chọn cách tạm nghỉ thi đấu ở đội tuổi 24. Hơn nửa thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp, trải qua biết bao lần đổi thay vương triều, biết bao người đi kẻ ở, chiến ý thi đấu có lẽ cũng chỉ còn loe lói trong thâm tâm cậu thanh niên ấy. Tạm nghỉ để cho mình một đoạn thời gian yên bình, tạm nghỉ để chuẩn bị một hành trang vững chắc, 6 chiếc vô địch quốc nội, một lần đăng quang ở quốc tế, một danh hiệu FMVP, Mugwan đã sở hữu những di sản mà bất cứ tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng đang mơ ước. Có thể lần tạm nghỉ này sẽ trải qua vài lần xuân hạ thu đông, nhưng cũng có thể sẽ là một hồi kết không trở lại. Dẫu như nào đi nữa thì hành trình vinh quang ấy sẽ luôn là một kỷ niệm, là một dấu mốc mà mãi cho tới về sau, Mugwan đều có thể tự hào khi đã sống hết mình với đam mê thời thanh xuân.